Này đi đâu anh mang cụ thể những thứ gì đi? À, quần áo, một chiếc xe SH dài 18, 3 cây. Trời đất ơi. Tiền thì nếu mà nói phỏng phỏng thì khoảng 50 triệu nhưng mà chắc nó xài hết rồi. Dạ xin phép chào anh. Chào anh. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Em tên Phan Văn Hương. Ở ấp 4 xã Bà Đòn, Gò Dầu, Tây Ninh. Dạ. Đến tỉnh Bình Phước để hai chồng mà ngăn có đem theo một số vốn là 1,5 tỷ đến tỉnh Bình Phước và cho vợ giữ hết tất cả. Giờ này vợ ôm hết tất cả tài sản, xe, vàng đi. Giờ tôi nhờ bên hiệp sĩ Thanh Hải để trợ giúp để tìm lấy lại tài sản. Vậy là hôm nay là anh từ Bình Phước. Dạ. Quê anh ở Tây Ninh nhưng hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước đúng không ạ? Dạ đúng. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ sự việc đó là tìm vợ anh. Dạ. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Dạ tôi họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Vợ anh sinh năm bao nhiêu? 1986. 1986. Còn anh sinh năm nhiêu? 1978. Dạ. Hai vợ chồng anh là cưới nhau lâu chưa? Tới nay nữa là đúng 3 năm. 3 năm? Dạ. Ồ, vậy mình cưới trễ vậy hả? Ủa vậy là trước khi là cưới vợ anh đã anh có gia đình chưa? Có gia đình rồi. Là mình cũng từng là có vợ rồi đúng không? Dạ đúng. Còn vợ của anh? Dạ, vợ thì có gia đình rồi nhưng mà em là người thứ năm. Ôi trời đất ơi! Là người thứ năm á hả? Anh nói thật không? Dạ nói thật. Ôi trời đất ơi, vợ anh sinh năm 1986. Mà cưới anh là đời chồng thứ năm. Dạ. Trời đất ơi. Vậy là vợ anh bỏ đi ngày nào đấy? Ngày 6 tháng tháng 9. Ngày 6 tháng 9, hiện tại hôm nay là ngày 15 tháng 9. À. Vậy là được 9 ngày. Dạ. Lý do nguyên nhân gì vợ anh đi? Thì khi vợ đi thì có nói đậu thừa cho tôi là tối ngày cứ đi về Tây Ninh. Nhưng mà thật sự là đi về Tây Ninh đó là để đi về để lấy tiền mấy người mà người ta mượn á. Là mình cho vay và có hả? Hay như thế nào? Cho mượn rồi cho vay. Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó cứ nói vậy hoài thành ra mâu thuẫn. Vậy là hai vợ chồng có mâu thuẫn? Có mâu thuẫn. Lâu chưa? Thì cũng mới thôi nhưng mà vợ em có đi xuống Bình Dương lần rồi. Đi xuống tới Bình Dương thì có bán ra 5 tỷ vàng 24 xài bức rồi mới quay về lần sau này nó mấy tính toán bài ra đặng lấy giấy tờ xe cộ đồ là sau này là đi. Vậy là trong quá trình hôn nhân hai vợ chồng 3 năm trời chung sống với nhau là vợ anh cũng đã từng bỏ đi rồi. Dạ từng. Là nó bỏ đi vì lý do gì? Bỏ đi là nó cũng bài kế là nó nói tôi là cũng đi ra ngoài đi về Tây Ninh thường vậy đó. Hai vợ chồng anh trước kia là gặp nhau trong cơ duyên nào đây? Gặp trên ban đầu trên mạng Facebook. Là mình vào cái trang hẹn hò. Trang hẹn hò. À, ai là người chủ động làm quen? Tôi. Anh là chủ động làm quen. Yeah. Mình làm quen được lâu thì mình bắt đầu gặp gỡ. Quen chỉ ngày đêm. Ngày một đêm. Yeah. Sau đó mình hẹn nhau mình đi uống cà phê hay như thế nào? Hẹn nhau đi uống cà phê. Rồi nó dẫn về nhà trọ. Nhà trọ của chị đúng không ạ? Dạ, dạ đúng. Được bao nhiêu ngày thì bọn mình bắt đầu là nảy sinh tình cảm? Thì trong ngày hôm đó trong ngày hôm đó là mình bắt đầu nảy sinh tình cảm. Dạ. Ai là người chủ động tỏ tình trước? Em. Vậy là anh chủ động tỏ tình trước. Dạ. Vợ anh đồng ý liền như thế nào? Anh suy nghĩ liền. Ờ, vợ anh có chia sẻ với anh là trước kia là vợ anh đã từng có bốn đời chồng không? Không, sau này mới nói chứ trước kia thì không có nói gì hết. Nhưng mà tại sao cái thời điểm đó khi mà anh cũng đã từng người nhà từng
gọi là hôn nhân không hạnh phúc một lần rồi sau mình không tìm hiểu cho lâu dài, mình suy nghĩ cho kỹ. Tại vì có cái là bây giờ có tìm hiểu cỡ nào đi nữa, tại vì cái duyên số giờ gặp đó nó đã yêu rồi thì giờ về cứ về đi thì là hai người nó hợp cái ý nhau thì sống tới giờ thôi. Chưa gặp răng long đúng không ạ? Dạ. Bây giờ là tóc thì chưa gặp, răng thì chưa long nhưng mà mất vợ rồi. Dạ. Vợ của anh cái thời đó khi mà anh gọi là ngỏ lời mà để về sống chung một nhà thành vợ thành chồng á, là vợ anh đồng ý liền hả? Dạ đồng ý. Sau đó thì bao lâu thì mình tổ chức đám cưới? Một tháng sau. Mình làm lớn không anh trai? Làm cũng mấy bạn ở bên gia đình anh em cha mẹ đi qua bên tới Bình Dương Tân Nguyên này. À mình tổ chức ở đó? Tổ chức chứ tại Bình Dương Nam Tân Nguyên Bình Dương. À thời điểm đó là mình đang làm việc tại Bình Dương hả? Vợ làm đó. À. Còn mình ở bên Tân Ninh thì chỉ làm giường tượng nhà. Sau đó thì mình lại hai vợ chồng lại về Bình Phước để làm việc. Về Tây Ninh thời gian bán buôn bán bển. Dạ. Rồi mấy không được mấy bán đất, bán 10 thước đất là 1.5 tỷ. Mấy hai vợ chồng ôm qua bên Bình Phước để lập nghiệp. Đất là đất của anh đúng không? Đất của tôi. Cho mình cho. Mình bán đất là quyết định của anh hay là có sự đóng góp ý kiến của vợ anh nên dẫn tới cái tình trạng bán đất để làm tôi làm ăn? Chỉ có mình tôi là quyết định thôi, anh quyết định. Không có quyền quyết định. Em hiểu rồi, nhưng mà ý là góp ý cho anh á, vợ có thúc đẩy cho mình bán đất đi để làm ăn không? Không. Vậy là anh là mình quyết định. Dạ. Sau đó là hai vợ chồng về Bình Phước. Dạ. Hiện tại là mình đầu tư cái gì ở Bình Phước? À, giờ về đó là chỉ bán cơm cho học sinh cấp 1. Mình về đó được lâu chưa anh? Về đó là nay 2.5 năm rồi. Trong quá trình 2 năm là hôn nhân vợ chồng có được hạnh phúc không anh trai? Hạnh phúc lắm. Vợ có lãng mạn không? Anh có lãng mạn không? Không. Hai vợ chồng có hay đi chơi không? Hai vợ chồng thường thí dụ chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật cũng thường chở đi ăn, đi chơi, đi ngồi quán cà phê. Vậy là có thời gian để cùng nhau đi đây đi đó và thưởng thức đúng không ạ? Dạ, đúng. Anh thấy tính tình của vợ anh chung sống với anh 3 năm thì anh cảm nhận như thế nào? Vợ sống 3 năm nhưng mà từ 1 năm đổ lại đây đó, thì cô ta tánh nóng nảy mà hung hăng lắm. Kêu chồng bằng mày tao không? Kì á. Ngủ tối thì ngủ riêng. Ôi trời đất ơi. Hai vợ chồng anh có con chưa? Dạ chưa có con. Lý do? Tại nó không cho có con. Vợ anh nói với anh vậy luôn hả? Học mình không nghĩ ra nhưng mà nó không nói. Hay là vợ có vấn đề gì không? Không biết, thì hồi đó em có vợ trước có con. Từ ngày đó giờ là không thấy có con nữa. Thế là hai vợ chồng vẫn tính bình thường nhưng mà lại không có em bé đúng không ạ? Dạ. Vậy là trong quá trình 1 năm nay là vợ trở nên tính tình khác bất thường. Dạ. Xưng hô với chồng mày tao. Mày tao. Còn anh xưng hô với vợ như thế nào? Vợ, chồng. Lúc giận dỗi lên có xưng hô là mày tao không? Không. Có mấy ngày hôm nay là nó kêu mày tao rồi em cũng nhắn tin là mày tao luôn. Nhưng mà khi giận mới nói, nhưng mà bình thường giận nhất thì không có nói. Anh có làm điều gì có lỗi với vợ không? Không, thì có cái là nó chỉ nghi đi về Tây Ninh là lấy tiền vậy thôi. Lấy tiền tiền cho trong mượn hả? Cho mượn bệnh á. Mình có thường xuyên bỏ bê vợ không? Không. Thì ví dụ như tháng hoặc 2-3 tháng gì á hỏi giờ để cho anh đi về Tây Ninh anh lấy tiền. Nó cũng đồng ý nhưng mà rồi nó nói với ta cứ đi hoài, đi đâu hoài. Nhà chỉ có hai vợ chồng buôn bán mà đâu có đi đâu. Vậy là vợ anh lại sợ nghi ngờ anh có bồ nhí bên ngoài hả? Thì đó cũng nó đúng không? Cũng nghe nói vậy. Chắc vậy đúng không? Dạ. Có bao giờ nói thẳng trước mặt anh không? Có nói là ông có bà này bà kia hay con nhỏ nào bên ngoài không? Mới nói đây chừng khoảng 2-3 ngày có nhắn tin rồi nó chặn. Nhắn tin nói anh sao? Nó nói ông có bò ngoài thì tôi cho ông thoải mái luôn. Anh có nhậu không? Không nhậu không. Mình có chơi cái môn đỏ đen cờ bạc gì không? Không, chơi luôn. Trong quá trình 3 năm chung sống với vợ mình có tác động tay chân với vợ lần nào không? Không, chưa đụng tới da luôn. Vợ chồng có hay gây nhau không? Có hay cứ qua cứ lại không?
từ tự qua tự lại là trong năm nay thôi. Vậy là trong năm nay. Vợ anh thường thường là ở nhà phụ cơm với anh. À, bán quán cơm. Dạ, bán quán cơm đúng không ạ? À, tôi phụ. Vợ có hay đi ra bên ngoài đi chơi không? Một mình á? À, một mình thì trong chừng khoảng 2 tháng nay là có đi. 4 giờ chiều đi cho tới gần đến 10 giờ đêm hỏi thì có khi điện nghe máy có khi không. Trời đất ơi. Đi có nói với anh là đi đâu? Không nói. Mà về hỏi thì chữ mày biết cái gì mày hỏi ta. Trời đất. Đó. Là mày tao tôi tớ luôn. Mày tao không. 2 tháng trời nay anh có thấy vợ anh có điều gì bất thường không? Chẳng hạn như là có chơi điện thoại nhiều không? Có chơi các trang mạng xã hội không? Cái chạy điện thoại ví dụ như chiều mà để nó làm đồ sáng bán thì nó nào nó bấm nó nhắn tin không à, nó đâu có là làm đâu mà cho tới 1-2 giờ nó mới vô ngủ sao rồi thấy có bao đi. Giờ anh thấy nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó khác giới có lần nó đi Bình Dương về là trong Facebook đó, anh đó anh tên Hiếu anh nhắn là lại gặp khách sạn rồi đó. Ôi trời ơi, thật không? Thật sự như vậy, nếu mà tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nên đây là mình phải nói thật nha. Dạ. Thứ nhất là mình phải nói đúng sự thật, thứ hai là mình không được vì bất kể một cái lý do gì để nên ra mình vô nhỏ vợ nhá. Dạ. Tuyệt đối cái điều đó là cấm kỵ nha nha. Dạ đúng. Vậy là tới giờ phút này là vợ anh đi được 9 ngày. 9 ngày. Cái lần đầu vợ anh đi đó về vợ có giải thích gì không? Không, nó nói là tôi không muốn sống với ông tôi đi nhưng mà tại vì ông năng nỉ quá tôi mình về thôi. À, đợt đó vợ anh đi là vợ anh lấy vàng đó là 5 chỉ hả? À, 5 chỉ là bán xài bứt luôn. Vàng đó là vàng của ai? Vàng của tôi. Vàng của anh sao để vợ anh lấy được? Là có nghĩa là sắm về đưa cho vợ cắt. À, vàng đó là vàng 18 hay 24? Vàng 24, mua ở bên Tây Ninh. 5 chỉ mà bây giờ là 7 triệu mấy một chỉ đúng không ạ? Dạ. Mình tính sơ sơ ra là 30 mấy 40 triệu dạ. Và lần này lần đó đi là mấy ngày anh? À, 4 ngày. 4 ngày về không có nào giải thích. Không có câu nào giải thích hết. Giờ lúc đó là anh cũng vì muốn hạnh phúc đúng không ạ? Nên dạ. Anh cũng nhịn cho dạ. Qua dạ. Từ hôm đó tới hôm nay là cách lâu không anh? Khoảng 2 tuần. 2 tuần, bây giờ là tiếp tục đi tiếp. Đi tiếp. Lần này đi là vợ anh mang cụ thể những thứ gì đi? À, quần áo, một chiếc xe SH vàng 18, 3 cây. Trời đất ơi. Tiền thì nếu mà nói tổng khoảng thì khoảng 50 triệu nhưng mà chắc nó xài hết rồi. Vàng là 3 cây vàng 18. Dạ. Một chiếc xe SH. Xe SH đó là của ai? Của em đứng tên. Anh đứng tên. Xe đó là trước khi lấy vợ đã có rồi đúng không? Không có. Cứ vợ về bán đất mới mua. À, tiền bán đất của nhà mình. Dạ. Nhưng mà dù sao thì của chồng công vợ đã đăng ký kết hôn rồi thì dạ. Coi như tài sản chung như thế nào. Dạ. Biển số bao nhiêu anh trai? À, 70F1 97297. Xe màu gì? Màu đỏ. Còn ba cái vàng kia anh để ở đâu mà vợ anh lấy được? Nói chung là vàng là cho đưa giao cho vợ cho giữ hết tất cả cả. Không có giữ cái thứ gì hết. Vậy là toàn bộ kinh tế trong gia đình đều do vợ anh chi tiêu. Đúng. Và có khi là anh bán buôn như thế nào đó tiền bạc anh đưa hết cho vợ giữ đúng không? Hết luôn. Anh tin vợ vậy hả? Tin tới cỡ mà giao sạch luôn. Chứ còn số tiền con đất 1.5 tỷ đó là anh đầu tư thôi đúng không? Còn vợ đâu có thử đâu mà. Giao luôn tỷ rưỡi luôn. Cái ngày mà bước cái chân qua Bình Phước là giao bước tỷ rưỡi luôn. Vậy cái tỷ rưỡi đó bây giờ đâu rồi? Nó ăn hết rồi đó. Nó nói là đánh bài trên mạng gì á là nội đánh ăn 600 triệu, bây giờ bên đó nó đang biểu nạp phí 200 triệu thì tôi mua được cái bệnh nhà 5 thước cắt lên nhà lá rồi. Nó mới nói thôi bây giờ đem thế chấp cái nhà lá này đi lấy 200 triệu nạp cho đó rồi rút 600 triệu này ra. Tôi tính tôi nói thôi bây giờ có hai vợ chồng thôi liều cái chứ biết là nó sẽ đứt thì đem đi thế trong ngày đó cho tới 5 giờ mấy mà người ta chưa có đưa tiền kịp á. Rồi bắt đầu ta đưa rồi nó đem ra ngân hàng. Nó chuyển vô cái mòn và tay chặn. Là nó nói tay chặn rồi. Cái thời điểm nó lâu không anh? Lâu chưa? Cách này cũng cả năm rồi. Vậy là trong quá trình hôn nhân 3 năm trời, cái thời gian nó không phải là dài.
Nhưng mà nó cũng không phải là quá ngắn. Nhưng mà giữa hai vợ chồng anh xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là cái chuyện về kinh tế tiền bạc. Anh đã thật sự anh hiểu về vợ anh chưa? Lúc này mới hiểu. Còn trước kia là chưa hiểu? Trước kia chưa hiểu. Cứ nghĩ thôi kệ, làm gì kệ, giờ mình sống sao hai vợ chồng cho nó hạnh phúc, hòa đồng thôi, không cần là chuyện gì nữa. Anh vẫn tin rằng là vợ anh sẽ là người chung thủy với anh và sống gắn bó với anh suốt cuộc đời này, đúng không ạ? Đúng rồi. Có bao giờ anh đặt câu hỏi anh là người thứ năm thì anh tìm hiểu nguyên nhân lý do bốn người trước là như thế nào không? Có bao giờ anh tự suy nghĩ vậy không? Có, sau này mới suy nghĩ. Những ngày mà nó đi á, nằm đêm suy nghĩ là vậy. Của anh tính tình là sâu lắng hay là sôi nổi? Có thích sửa soạn không, kem phấn không? Là em cho sửa soạn thoải mái. Đẹp ga đúng không? Đẹp ga luôn. Hai vợ chồng bây giờ không có con. Dạ. Tiền bạc thì đầy túi. Dạ. Nhưng mà cho vợ gọi là thoải mái. Cho vợ thoải mái. Đẹp ga. Đẹp ga. Giờ này là ga là đẹp rồi, đi rồi. Dạ. Hết ga rồi. Khổ quá. Lần thứ hai tiếp tục vấp ngã. Nhưng mà nhanh quá, em cảm nhận em thấy tình yêu này nhanh quá anh ạ. Đúng ra là như thế này, anh suy nghĩ theo cái ý của anh cũng đúng. Nhưng mà chắc chắn video này đăng lên thì cô chú anh chị cũng sẽ có thể là sẽ góp ý với anh. Tại vì mình suy nghĩ nó nhanh quá. Yêu mà thứ nhất là quen mà lại quen trên mạng. Đúng không ạ? Mà trong khi đó có ngày mình ngỏ lời cái đồng ý thì là mình phải đặt câu hỏi rồi. Yeah. Mình phải đặt dấu chấm hỏi ấy rồi, tại sao mà nhanh tính vậy? Mới quen ngày mà yếu gì? Yeah. Tình yêu sẽ đánh nó cũng không nhanh như vậy được. Mà chưa gì mới một tháng là đồng ý cưới. Mà cưới về được một thời gian thì lại tính tình lại thay đổi, là lúc đó là có thể là mình hiểu rõ rồi, đúng không ạ? Yeah. Bản thân anh thì bản thân anh không có đề phòng. Yeah. Và không có ngờ. Không có ngờ. Anh thì luôn luôn suy nghĩ rằng là vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau. Yeah. Tiền bạc thì chồng giữ hay vợ giữ là cũng đều như nhau. Nhưng mà tới giờ phút này thì anh tá hỏa ra chưa? Tá hỏa rồi. Bây giờ vợ anh đi như vậy là chính ngày trời. Anh đọc lại cụ thể số tài sản mà vợ anh mang đi là những thứ gì? Là một chiếc SH150 bảng số 70F1 97297 và 3 cái vàng 18 với chút đỉnh tiền không biết chắc là bao nhiêu. Bây giờ anh còn tiền không? Còn là còn bán về bên Tân Ninh lấy 10 triệu à, còn 10 triệu thôi đúng không? Dạ. Giờ là từ trước bây giờ là gom góp, tích góp được nhiều là sạch rồi. Sạch. Sạch chưa anh? Sạch, sạch luôn. Trắng tay rồi. Trắng lại. Bây giờ anh còn thương vợ không? Những ngày đó thì cũng có thương, cũng muốn năn nỉ vợ quanh về. Nhưng mà về vợ thì nhắn tin nói tao không về với mày. Mày cứ ở đó tự sống tốt đi, rồi sau này mày sẽ ra tòa án gặp với tao. À, lần cuối nó thẳng như vậy luôn. Nó thẳng như vậy. Nhắn tin hay gọi điện anh? Nhắn tin. Điện thoại không nghe máy, cứ nhắn rồi chặn. Tới được phút này anh đang nghi ngờ là vợ anh ôm cái tài sản khủng như vậy là đi với ai? Không có đi với ai hết, chỉ nghi là chỉ biết là nó đi thôi. Ừ. Mình có sợ rằng là vợ anh có người nào khác là không? Mình có nghĩ tới điều đó không? Không sợ, điều đó không sợ. Ý là anh có nghĩ tới điều đó không? Có nghĩ. Chắc chắn là anh phải nghĩ rồi. Dạ đúng. Đúng không ạ? Có nghĩ. Tại vì nếu anh là người đầu tiên thì nó khác, người thứ hai nó khác, nhưng anh là người thứ năm thì lại hoàn toàn khác. Dạ. Anh phải nghĩ rằng có thể thời gian vừa qua bản thân anh thì vì cái công chuyện kinh doanh cũng như là cơm áo gạo tiền có thể là không ít cái thời gian. Dạ. Đúng không ạ? Gần gũi vợ. Dạ. Có thể là mình nói chẳng hạn như là bỏ bê không quan tâm đi. Dạ. Thì trong cái thời gian đấy thì có thể vợ anh chơi điện thoại nhiều. Yeah. Bởi vì hai người từ đầu đến với nhau bằng trang hẹn hò. Trang hẹn hò. Thì không có cái lý gì mà vợ anh không tiếp tục lên mạng xã hội để vào những cái trang đấy hoặc là chơi tốt chẳng hạn vậy. Và lại gặp gỡ một cái người đàn ông khác. Đúng không ạ? Mình có suy nghĩ vậy không? Mới một ngày đầu tiên nó ra đi là nó đang đăng lên trang hẹn hò rồi. Ô, đăng sao anh? Đăng là em người độc thân tại đất Cần Thơ. Là anh thấy luôn hả? Thấy luôn. Lúc đó anh tá hỏa không? Nghe tá hỏa, tá hỏa nghe thiệt đau xót. Tình yêu ngày đầu nó ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nó đắng chát bấy nhiêu, đúng không ạ? Dạ đúng. Vỡ mộng rồi anh ạ. Bây giờ cái câu chuyện này thì em không cần phải đi sâu. Thì tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiện tại đang xem video này
Tất cả các cô chú anh chị sẽ hiểu hết, hiểu vợ anh lấy tiền đó đi đâu và như thế nào. Anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ cái mục đích của anh hôm nay về đây là nghe đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ về để làm gì? Tìm vợ về để lấy lại một chiếc xe thôi, còn tất cả vàng vòng bỏ hết. Chỉ cần chiếc xe của anh? Chỉ cần chiếc xe thôi. Còn vàng vòng này kia là cho vợ hết? Cho vợ hết. Là mình còn thương vợ nữa không? Không. Nếu đến hiệp sĩ Thanh Hải này là không còn tình nghĩa nữa, gọi là hết nước hết cái, nước hết cái, không còn là để bản thân anh cũng như rất nhiều những cái câu chuyện mà vợ chồng về đây để nhờ anh em quay phim ghi hình. Thật sự, thật ra mà nói thì không có ai muốn đem cái chuyện vợ chồng riêng tư của gia đình để lên trên mạng xã hội hết, không ai muốn mà vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà có thể là anh tới cái nước này là đường cùng. Tới cái nước đường cùng hết các rồi, đúng không ạ? Nếu lần này mà anh em đăng tải lên, vợ anh mà lên tiếng là có thể thời gian vừa qua anh có cái lầm lỗi gì đó nên vợ anh giận bỏ đi, bây giờ vợ anh quay về, tài sản thì lỡ nó xài hết rồi, còn xe thì về muốn tiếp tục sống chung với anh thì mình có đồng ý không? Không. Về đó trả xe rồi được anh ấy đi, chứ đã lên mạng xã hội này là quá nhục nhã rồi. Vừa nhục về xã hội, vừa nhục về tới anh em gia đình dòng họ hai bên. Quyết định của anh là quyết định cuối cùng, đúng không? Cuối cùng. Có thể là để đưa ra được cái quyết định như ngày hôm nay thì bản thân anh đã trầm trọng, có thể là nhầm đêm và khó ngủ, vắt tay lên trán để suy nghĩ. Dạ đúng rồi, cả hai đêm nay không ngủ luôn mà. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều điều. Yeah. Bản thân anh có nghĩ rằng là anh cái tuổi đời anh là 46 đúng không ạ? 78 đúng không? 78 và 46, anh có suy nghĩ rằng tuổi đời của anh đến giờ phút này lại đổ vỡ lần hai? Không suy nghĩ tới. Không suy nghĩ tới. Nhưng mà nó sẽ... đúng không? Rất tiếc. Có thể đó là cái duyên hoặc là cái số của anh. Nhưng mà em hy vọng rằng nếu mà có lần thứ ba thì mong rằng là anh cũng phải tìm hiểu kỹ. Bởi vì bây giờ là như này, thật thật giả giả anh ạ, ngọt ngào chứ chắc là hạnh phúc. Bắt đầu ngọt ngào chứ chắc hạnh phúc, thường thường ngọt nó hay đi với đắng lắm. Nên mà cái câu chuyện của anh đây cũng là một cái lời cảnh tình tới tất cả các cặp vợ chồng. Thứ nhất, nếu đã xác định thương yêu nhau, cưới nhau, đăng ký kết hôn, chung sống với nhau thì mình hãy thành thật với nhau, đừng có lừa dối nhau. Trong cái chuyện hôn nhân vợ chồng, em dám khẳng định luôn nhé, 99.9% gia đình vợ chồng nào phải có lời qua tiếng lại với nhau. Đúng. Không có ai mà bảo là cưới vợ cưới chồng về mà không cãi vã, không có đâu. Kiểu gì cũng phải có, chẳng qua là mức độ nhẹ hay nặng hay như thế nào thôi. Nhưng mà mong rằng là vợ chồng thì nhường nhịn nhau mà sống, cơm sôi thì bớt lửa. Mình vì nhau đi, còn đừng có vì, chẳng hạn như bây giờ là rất nhiều cái tình trạng mà vợ hoặc chồng mà chơi mạng xã hội chỉ vì một cái phút yếu lòng. Phải lòng những người mà gọi là trên mạng xã hội á, những cái niềm vui ảo á, để rồi đánh mất đi gia đình. Thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Trên video ngày hôm nay anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với vợ của anh, cho vợ anh một cái cơ hội để vợ anh xem được video này, về nhà nói chuyện rõ ràng. Dù gì thì hai người cũng đến với nhau trong hạnh phúc, vui vẻ, thì mình kết thúc chia tay cũng phải trong êm đẹp. Tiền bạc của chồng công vợ, tài sản chung, vợ chồng có đăng ký kết hôn thì mình ra tòa thì chắc chắn là mình chia đôi rồi. Thì anh phải nói một cái điều gì đó với vợ đi. Nếu còn thương anh là hay không thì cũng phải về. Đã đăng ký kết hôn là về, mình chia tay thì phải ra tòa để ly dị rồi. Còn giờ này mà vợ anh ví dụ đi ra bên ngoài mà quen một người khác nữa, mà ở với bất kể người nào thì vợ anh đang vi phạm luật hôn nhân. Mời anh nói với vợ anh. Hôm nay á là tôi có lên Nguyễn Thanh Hải để nhờ các anh để trợ giúp. Thì bữa nay nói với vợ, vợ Hải nên về để vợ chồng gắn bó, nếu được gắn bó lại thì tiếp tục nữa, còn không được thì vợ chồng ra tòa để chia phân chia tài sản. Thì giờ này là cho vợ một cơ hội nữa. Nếu vợ thấy được cái clip này thì vợ tranh thủ về trong 3 ngày nữa
3 ngày là hơi nhiều anh, 2 ngày thôi, ngày nay và ngày mai thôi. Cho về 2 ngày thôi. Rồi. Nói chuyện rõ ràng, đường đường chính chính. Yeah. Đến với nhau hạnh phúc, ra đi cũng phải vui vẻ. Tuyệt đối không hận thù nhau nhé anh nhé. Yeah. Không hận thù nhá. Mình lớn rồi nhá, mình không phải trẻ con nên cái chuyện vợ chồng như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau. Chia tay trong vui vẻ êm đẹp. Yeah. Trước khi đến với anh ấy là vợ anh có tài sản gì không? Không, không có tài sản gì hết. Vậy là tài sản này là một mình anh tạo lên. Yeah. Và cái số tiền mà để có được như ngày hôm nay là anh bán đất đúng không? Bán đất. Cái chuyện này là anh có gọi về bên vợ anh chưa? Cái chuyện sự việc hai vợ chồng anh xảy ra không có gọi, tại vì không có số điện thoại ai anh em trong trong bên vợ hết. Ôi trời đất ơi, sao kỳ á? Tại vì nó đã mất lòng rồi lúc trước rồi. Bên đó mượn tiền thì không cho mượn cái mất lòng luôn. Bên nhà vợ anh hả? Bên nhà vợ. Mình trước giờ là cưới là mình có đến nhà mẹ vợ chơi lần nào chưa? Có một lần mà giờ về quê chả có nhớ được để vô nhà. Là vợ anh dẫn về có lần hả? Dẫn về có lần. Sao kỳ á? Xa quá mà. Là anh không muốn về hay là vợ anh không muốn cho anh về? Thì cứ ở trên đây làm thôi, chuyện nào có việc gì mà mới về, mà đâu có việc gì đâu về. Còn đây nhà vợ gia đình bên vợ đó là hiện bây giờ đó là ở Tân Nguyên Bình Dương nè, lên hết anh em cha mẹ vợ đồ ở hết trên này. Còn cái chuyện này là gia đình nhà mình biết chưa, nhà anh ấy? Chưa biết. Hôm nay sẽ biết đấy. Hôm nay sẽ biết. Sao anh không thông báo cho gia đình? Tại vì bên gia đình cũng anh em cũng tranh giành đất đai rồi, thành ra em bỏ xứ đi giờ không muốn cho anh. Mẹ mẹ đúng rồi, thưa dạ. Thưa vậy là trước khi mà cưới được anh là gia đình nhà anh là có ai góp ý gì không? Không, không ai góp ý gì hết. Cái chuyện tranh đất cát đó là xảy ra trước khi cưới vợ hay là sau khi cưới vợ? Trước khi cưới vợ rồi sau khi bán đất cũng tranh giành cũng khổ ha. Dạ. Nói chung cái chuyện gia đình mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bây giờ về Tân Hưng đâu có nhà đâu ở, anh em đâu dành nhà thờ hết rồi, tranh giành nhau. Dạ. Nó thua một người dân ha. Dạ. Bây giờ ở Bình Phước là anh mua được đất cũng làm nhà chưa? Mua bán rồi, giờ đang ở thuê. Cũng sạch bách rồi. Sạch bách, không còn gì hết. Bây giờ là tay trắng đôi tay rồi. Dạ. Tuổi 46, vợ thì bỏ đi. Dạ. Tiền bạc thì bây giờ cũng chẳng còn. Dạ. Nhưng mà cái cơ sở làm ăn vẫn còn chứ đúng không anh? Đúng, vẫn còn. Mình kinh doanh cái đấy có đắt hàng không anh? Buôn bán cơm? Buôn bán cơm, rồi chăn nuôi heo, chăn nuôi gà. Nói chung cơ sở bây giờ quanh về thì làm cũng đủ sắm. Thôi cố anh ạ. À. Dạ. Ngã ở đâu thì mình đứng dậy ở đấy. Dạ. Quan trọng là có ý chí và kiên cường hay không thôi. Em vẫn tin rằng chắc chắn một cái người như anh là để tạo dựng được một cái công nghiệp như vậy thì anh sẽ làm lại, sẽ thành công. Dạ. Quan trọng là gọi là không phải thời điểm mà quan trọng mình chọn đúng người hay không. Đúng thời điểm nhưng mà sai người thì cũng vẫn là. Dạ. Đúng không ạ? Anh có điều nào anh chia sẻ không? Không. Anh có điều nào anh muốn khuyên tất cả các anh chung lứa tuổi giống như anh hiện tại mà đang có vợ hoặc là như thế nào đó, lời khuyên nào không? Cuộc sống của nên vợ chồng như thế nào, mình có lời khuyên gì không? Không, nói chung là cũng không cần đại không dám đúng không? Không dám, tại vì mình đã mình đã như thế này rồi thì mình cũng không dám khuyên ai đúng không ạ? Dạ. Nhân dịp đây thì em cũng muốn chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị, đặc biệt là những anh chị các cặp vợ chồng, nếu thật sự mình yêu thương nhau và muốn sống với nhau đến cuối con đường đầu bạc răng long thì thứ nhất là phải tôn trọng lẫn nhau, trước tiên là phải tôn trọng vợ chồng bây giờ là bình đẳng, mà nam nữ bình đẳng anh ạ, phải tôn trọng lẫn nhau trước. Và cái điều đặc biệt là phải trung thực với nhau, thành thật với nhau. Có chuyện gì cũng phải thành thật với nhau, đừng vì những cái gì đó xa hoa hoặc ảo tưởng bên ngoài để rồi mình đánh mất đi cái gia đình. Khi mình mất rồi gia đình thật sự mình tiếc thì lúc đó đã muộn rồi. Yeah. Cái câu chuyện của anh là một trong những trường hợp mà anh em đã ghi nhận. Yeah. Cũng tương đối cũng nhiều đấy. Vợ chồng tin tưởng nhau, giao hết tài sản cho nhau. Yeah. Cuối cùng vợ ôm tài sản đi hoặc là chồng ôm tài sản đi. Những câu chuyện này là những câu chuyện xảy ra thực tế. Yeah. Chứ không phải trong phim, mà đây là đời thực anh ạ. Nên thôi thì anh cố gắng nhá. Dạ. Cái chuyện gì nó xảy ra rồi thì nó cũng đã xảy ra. Nhưng bản thân anh, em cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông bản lĩnh, nghị lực,
tới giờ phút này xảy ra chuyện như vậy mà anh vẫn như vậy được, là em vẫn cảm nhận được là anh vẫn bản lĩnh đấy. Yeah. Anh khác một số người đàn ông khác. Yeah. Bởi vì anh em ghi nhận ở đây là rất nhiều cái trường hợp mà chồng về tìm vợ, những anh chồng về đây khóc lóc trời đất ơi khóc mà anh em không tưởng tượng được luôn. Mặc dù biết vợ ôm tài sản đi theo trai nhưng vẫn khóc lóc năn nỉ vợ về, tha thứ cho vợ và tiếp tục. Thậm chí còn nhiều ông còn xin lỗi vợ kìa, mà trong khi đó vợ sai. Những người đàn ông như vậy thì lên đây nhờ thì anh em giúp thôi, nhưng anh em không có đồng tình với cái quan điểm như vậy. Yeah. Tại vì vợ không có vợ này có vợ khác, còn vợ đã có tính đó rồi thì tìm về thì thường thường là các cụ có câu là giang sơn dày đổi bản tính khó giang sơn dày đổi hạ bản tính khó rồi à? Yeah. Hay như thế nào đó, thường thường là ná như vậy. Nên mà mong rằng là tất cả mọi người, cái cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, nên mà sống hãy yêu thương lẫn nhau đi. Yeah. Rồi cái câu chuyện của anh thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp anh hết sức có thể. Và em hy vọng rằng vợ anh chắc chắn sẽ xem được video này và suy nghĩ lại để về ngồi lại với anh có thể là nói chuyện. Nếu vợ anh cảm thấy cái cuộc sống vợ chồng bây giờ nó tẻ nhạt, nó không còn gì gọi là để mà gắn bó hạnh phúc nữa, thì mình cũng phải nói chuyện với nhau rõ ràng, đường đường chính chính. Hai vợ chồng đăng ký kết hôn thì bây giờ mình chia tay thì mình cũng phải ra tòa để mình ly dị thì mình có giấy độc thân. Yeah. Thì sau này chắc chắn anh phải lấy vợ mới. Yeah. Đó là điều chắc chắn rồi, bởi vì anh năm nay mới 46 tuổi và vợ anh chắc chắn thì cũng phải lấy chồng mới. Mà muốn lấy chồng mới thì mình phải chấm dứt giấy tờ thủ tục ly hôn rõ ràng. Yeah. Đúng với pháp luật thì mình mới đến với người khác được, còn mình chưa chấm dứt mà đến với người khác thì người khác dễ thì người ta chịu, đúng không ạ? Yeah, đúng. Nên em mong rằng là chị gái có xem được video này hôm nay là chồng của chị về đây nhờ anh em của chị Thanh Hải giúp đỡ vụ việc là tìm chị, thì câu chuyện từ đầu tới đuôi thì chị cũng đã xem và đã nghe hết rồi. Nếu mà chồng của chị có nói sai gì về chị hoặc nói không đúng về chị thì chị cũng lên tiếng, chị báo tin về với anh em thì anh em sẽ giúp chị để lấy lại công bằng cho chị, nên chị cứ yên tâm. Ở đây là anh em là giúp đỡ tất cả mọi người và giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí hết nha chị nhá. Anh em không phải giúp đỡ chồng của chị hay những người khác để mà anh em lấy tiền, cái điều đó là không có, và giúp đỡ mọi người hoàn toàn miễn phí. Anh em giúp đỡ như thế nào thì tất cả cô chú anh chị, những ai mà những khán giả nào, những cô chú nào trong cũng như ngoài nước mà đã theo dõi kênh của anh em từ trước đến giờ thì tất cả các cô chú anh chị cũng đã biết và hiểu rồi. Giờ rồi thì anh cố gắng nhé. Yeah. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ. Yeah. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ anh về không? Dạ, yeah, em đồng ý. Toàn bộ thông tin, câu chuyện, sự việc anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ, đúng sự thật. Nếu sai em chịu tao hoàn toàn trách nhiệm trên trước pháp luật. Trước pháp luật. Dạ. Em chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Và cái điều đặc biệt là vợ anh sẽ quay trở về để hai vợ chồng ngồi lại với nhau để nói chuyện cho rõ ràng nhá. Dạ. Nhá. Dạ. Xin phép chào anh, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.